Xin chào các bác nhá. Hôm nay em có một cái nồi cơm điện phải nói là hàng cực kỳ VIP luôn, muốn chia sẻ với các bác luôn. Tí nữa thì mình sẽ cùng trải nghiệm thực tế xem em nó sẽ làm được cái điều gì nhá. Nấu cơm nó có ngon hay không, hoặc là có những cái tính năng gì, chúng ta cùng trải nghiệm thực tế nhá. Không phải chỉ có nói, mà chúng ta sẽ xem là cái thực tế nhá. Cái thực tế mà nó làm được là cái điều gì nhá. Ok, đầu tiên thì em sẽ review về tổng thể cái nồi cơm điện như thế này. Đây là một cái nồi cơm, không phải là một cái nồi cơm mà nó là một cái sản phẩm gọi là cực kỳ gọi là tâm huyết của Tiger các bác nhé. Khi mà hãng người ta làm ra một cái sản phẩm như này á, thì người ta sẽ tích hợp rất nhiều tính năng và giống như là một sản phẩm, một gọi là cái nhãn hiệu, một cái thương hiệu rồi, chứ không đơn giản chỉ là một cái sản phẩm sử dụng thông thường thôi. Đây là người ta đầu tư rất là trau chuốt từ bên trong đến ra về bên ngoài các bác. Từ bên trong đến bên ngoài, màu sắc thì có đỏ và trắng nhá. Có hai cái màu cơ bản của Tiger, thì đây là một trong những cái phiên bản mà có cái màu ở đây là màu đỏ và màu mận chín nhá. Đỏ và mận chín. Đấy, đỏ và mận chín này nó sẽ phù hợp với những cái bếp không phải phù hợp với những cái bếp mà nó sẽ có những cái màu sắc như sau nha các bác nhé. Thực tế thì ở đây ấy, thì là quan trọng nhất là với những người mà có cái tính và muốn sôi nổi ấy, muốn nổi bật ấy, thì chúng ta sẽ có cái bếp mà nền trắng ấy, cái bếp mà nền gạch bằng trắng ấy, thì chúng ta sử dụng cái bếp, cái nồi cơm điện như này, nó sẽ là màu, nó sẽ nổi bật cái sản phẩm lên. Còn những các bác mà trầm tính một tí ấy, các bác thích cái thích nó không quá nổi bật ấy, thì mình sẽ là cái nền gạch như này, cái nền gạch màu đen như này các bác nhé. Các bác sử dụng cái nồi này thì chúng ta vẫn nhìn thấy cái nồi cơm điện, nhưng mà những cái phần vỏ này nó màu đen đấy, nó sẽ chìm cùng với lại cái nền này đấy, nên là nó sẽ không quá là nổi đấy. Thì tùy theo chúng ta là cái sở thích của mình như thế nào, gọi là cái phong cách, cái style ấy, mình thích như thế nào thì mình sẽ lựa chọn nó như thế đấy, màu trắng ấy, nổi bật nhá, và cái bếp thì nó sẽ sang trọng. Còn cái thể loại này ấy, thì nền đen như này ấy, thì vào nó giống như là người mà có cái tính gọi là ít nói ấy, hơi trầm một tí nhá. Đấy, đấy là em ví dụ nhá, để bonus thêm trong cái thông tin để mà bán hàng hơn. Rồi, ok, bây giờ đi vào chính cái sản phẩm của nó thì xem là có những đặc điểm như thế nào. Đầu tiên thì mình sẽ thấy được là một cái phần thiết kế hơi tròn tròn, hơi nữ tính một tí. Rồi, đấy, cầm thì nó không có bị cấn tay nhá, chúng ta có thể vừa nấu cơm vừa sờ xung quanh cái nồi được, rất là thích luôn. Nói vui các bác nhá, đây là những cái phần thiết kế mà nó sẽ bo tròn như này để cho nó tăng cái sự gọi là mịn màng mềm mại nha. Đó, ok, bây giờ mình sẽ đến là cái thông số kỹ thuật của nó. Thì đây là chính là một cái nồi có cái công suất là bao nhiêu ạ. Công suất cái này là hình như khoảng 1 lít mấy, nhưng mà em chưa nhìn ra nó chỗ nào. Chắc tầm khoảng 1 lít đây. Đây chúng ta thấy là 100W. À, 100V, điện tần số 50 đến 60Hz, công suất là 1075W các bác nhá. Made in UK, sản xuất năm 2020. Một phiên bản sản xuất mới đây năm 2020 các bác nhá. 20 à? À đúng, 20 thật. Thì mình nhìn ở đây 20, thấy có anh em dán lên trên này để giá luôn xem có chính xác hay không. Rồi, 2020 các bác nhá. Rồi, mình đi ra ban ở đây, chúng ta thấy là toàn bộ là Nhật. Đương nhiên là Nhật thì nó phải là điện 100V rồi đấy, nên là chúng ta sẽ phải sử dụng qua cái cục đổi điện 100V ở đây. Rồi, nếu mà nói về công suất, nói về cái thông số điện đóm linh tinh thì chả nói lên cái giá trị của cái sản phẩm. Em nói thật, đấy, cái sản phẩm nào của Nhật nó chả là 100V. Công suất thì có phải là cứ công suất lớn là đắt tiền đâu, đúng không các bác? Nhiều cái thì nó công suất cực kỳ lớn nhưng mà nó cực kỳ là rẻ tiền. Đấy. Thế thì nói để mà nói đấy là những cái thông số cơ bản cho mình thấy là đây là sản phẩm được made in Japan thực tế là made in Japan chính thức luôn nhá, chứ không phải là hàng mà xuất khẩu hay là hàng gì nhá. Đó chính là hàng sử dụng ở Nhật, người ta gọi là sản phẩm nội địa đấy. Ok, bây giờ mình sẽ đi về phần thông số, phần kỹ thuật. Thì cái vỏ này bằng nhựa các bác nhé, cực kỳ chắc chắn bằng nhựa. Có những cái phiên bản nhá, cái là cái mặt của nó hoặc là cái vỏ này là bằng, nó bằng inox. Đây là phiên bản bằng nhựa nhá các bác nhé, và nó rất là lì luôn. Nhựa đây không phải là giống như cái nhựa bình thường chúng ta thấy là đây cũng nhựa của Tiger các bác này.
Đây cũng như là Tiger, để Tiger không chỉ làm nồi cơm điện đâu các bác, nó có những cái bình thủy điện luôn. Và từ khi mà em test thử cái bình thủy như này xong cái là sướng luôn, dùng mê luôn, bây giờ không muốn tháo luôn các bạn, để luôn luôn xài luôn. Đấy kinh, bóc một con thùng ra để test, bóc con thùng ra để review và dùng nó đã quá, tại vì con này đong được cả mil luôn. Đấy, rất sướng luôn và để luôn. Đấy thì đây cái nhựa như này nhá các bác nhá, nhựa như này là nó càng càng nhìn nó càng ly, càng dùng nó càng ly và càng sờ thì nó càng bóng các bác nhá. Có cái gì mà càng sờ càng bóng này các bác nhìn này, đấy cứ sờ nhiều mà nó bóng luôn. Tại vì đây là cái màu ở đây thì là cái màu của nó được trộn trực tiếp với lại cả chất liệu sao ấy, chứ không phải là loại sơn nữa. Loại sơn thì sờ và nó bay sơn và nó bạc đi, đây thì nó liền như này đó. Đấy là những cái đặc điểm về cái nồi này. Ở cái mặt ở trên này nó bóng 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 giống như soi gương ấy. Đấy đây gọi là cái mặt bóng các bác nhá. Thì các bác nhìn thấy là cái bóng điện người ta nhìn thấy nó đấy, em định chế cái chỗ này nhưng mà chưa chế được, các bác nhìn thấy hơi bóng một tí. Thì bản chất bởi cái nồi trên cái mặt nó là một cái mặt bóng nhá. Cái mặt bóng mà ở dưới của nó thì nó có một cái viền giống như kim tuyến, nhìn sâu xa, nhìn kính lúp và phi ở bên trong ấy. Đấy các bác nhìn này, nó có những cái vân 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 ở khúc xạ ánh sáng mà không biết là để cái này để làm gì, nhưng mà nó giống như kim tuyến ấy. Nhìn ở xa thì nó chỉ là cái màu gọi là đầm màu ấy, nhưng mà ta nhìn sâu nhìn xa nhìn tút tụt vào bên trong, các bác nhìn này, nó hiển thị cả vân lên nữa. Nó hiển thị cả vân lên luôn. Ở đây là một cái đặc điểm mà một trong những cái nồi nó chìm ở dưới các bác nhá, phủ bóng nhưng mà chìm bên dưới thôi. Tại vì nếu mà làm vân ở bên trên cực dơ luôn các bạn, dấu nó bám vô linh tinh, vệ sinh rất khó. Bóng này lấy cái rẻ ướt ướt lau phát sáng bóng lên luôn. Rồi ok, nút bấm thì chỉ có ba cái nút cơ bản nhất, kể cả người mà tàn tật hoặc là người mà không biết cái gì về ngôn ngữ ấy, thì chúng ta chỉ thấy cái nút cơ ba nút to tướng rồi, ba nút to tướng này để chúng ta vận hành thôi. Đấy chúng ta chỉ cần bấm vào nấu và tắt thôi, nấu thế là xong, thế thôi. Đấy, mình chỉ bấm vào đây cái một cái là mình sẽ nấu thôi, đơn giản là như đan rổ vậy thôi, không cần biết gì nhiều thôi. Và cái chế độ cái này thực ra nó có cấp độ nấu cơm, cơm cháy, cơm khê, cơm siêu cháy luôn, cơm cháy thành than cũng có luôn các bác nhá. Đấy, nhưng mà ở đây là một cái đặc tính chỉ có Tiger, không có một số vài thương hiệu có đấy, nhưng mà có một cái đặc điểm mà không nồi nào em thấy có, tí nữa em sẽ review các bác luôn. Đấy đấy, đây là cái chế độ, con này màn hình to vật vã luôn đấy, nó còn biểu tượng cả cái bát cơm ở đây luôn này các bạn này. Đấy bát cơm đầy, bát cơm vơi, cơm nó có hai ba cái dấu gạch của lúng tung xe beng các kiểu ở đây. Nhưng mà em thì em chỉ sướng mỗi một cái chế độ nấu duy nhất, đó là chế độ nấu cơm tự động thôi. Cơm này vừa ngon vừa dẻo vừa mềm vừa quyện vào với nhau, ăn cơm bình thường mà ăn như là ăn cơm nếp luôn các bạn, là ăn sướng lắm. Cơm mà cơm nguội của cái nồi cơm này mà trộn với muối lạc ăn thôi rồi các bạn. Đấy em thì khoái món cơm muối lạc thôi. Thỉnh thoảng thì chúng ta sẽ ăn cơm nguội luôn các bác nhá. Đấy nấu xong phát 60 phút sau là chúng ta có cơm ăn. Tại sao chúng ta phải có 60 phút mà không phải là 15-20 phút? Vì đây là cái chế độ cơm tiêu chuẩn để đủ chúng ta chuyển hóa được 100% từ gạo thành cơm các bác nhá. Nồi nấu cơm, nhưng mà nồi nấu cơm mà cho gạo mà nấu thành cái gì thì đôi đầy cái nồi không phải thành cơm các bác nhá. Tại vì nó không chuyển hóa được, nấu thì vẫn nấu được đấy, nhưng không chuyển hóa được 100% cái dinh dưỡng từ gạo. Đấy nó có rất nhiều cái thứ luôn. Muốn nấu nhanh thì các bác có thể chuyển sang chế độ nấu nhanh. Chúng ta bấm vào cái nút nấu nhanh ở đây, biểu tượng ở đây. 50 phút nha. Rồi nó còn vô cùng các cái chế độ nấu siêu nhanh, cấp tốc, cấp tốc. Đây cái chỗ gạo trắng nấu. Đây chế độ này là chế độ đây em sẽ chuyển sang cái chế độ nấu cấp tốc đi. Đấy chế độ nấu cấp tốc 37 phút này nấu cũng như mà không ngon các bạn. Chế độ nấu nó cực ngon, nó không có dẻo, không có mềm và cái gạo chúng ta ăn khác hẳn luôn nhá. Cái nấu cái cơm này nó không ngon nhưng mà nó sẽ ngon hơn tất nhiên tất cả những các loại nồi mà chúng ta thấy nấu ở bình thường ngoài thị trường. Đấy, không phải là nồi cao tần, không phải nồi cao cấp nhé. Nói chung là nếu mà để mà trải nghiệm cái sản phẩm này thì nếu bác nào mà chưa có một cái nồi cơm điện cao tần ấy thì nên trải nghiệm một con nồi chỉ tầm khoảng 1 triệu thôi là các bác có thể trải nghiệm được. Nhưng mà để đẳng cấp mà nấu cơm mà ăn là sướng ấy, ăn một lần là mê và là phê luôn ấy, có khách đến nhà ăn cơm cái sau là cứ chỉ muốn đến nhà mình ăn cơm luôn ấy, thì các bác tậu cái nồi này về nhé. Tậu con nồi này về là ăn cơm là chỉ có tê tái đấy các bạn, vừa ăn vừa sướng luôn. Đấy chúng ta thấy là đây là nó có rất nhiều các cái tính năng ở đây, nhưng mà không quan tâm nhá, nói chung là không quan tâm lắm đâu. Tại vì em ở đây thì nhà em thực ra là có rất nhiều cái chế độ đấy, nhưng mà thông thường và ngày nào cũng dùng ấy là chúng ta cứ bật lên và chúng ta bấm một phát một thôi. Đấy một phát một ở phím giữa này, cứ bật một cái một ở phím giữa rồi là cơm cực ngon luôn rồi. Đây là chế độ nấu cơm tự động và hầu hết ấy, nhà em chỉ có nấu cơm là trắng rồi ăn với lại cái đồ ăn thôi, chứ còn cũng ít khi nấu cháo nấu chiếc đâu cả. Đây nó có rất nhiều tính năng. Nói tóm lại là các bác sẽ mua một cái nồi này về rồi trải nghiệm rồi sẽ trầm trồ và thấy được là những cái tính năng mà sao mà người Nhật được làm ra cái nồi như thế này. Rồi
Bây giờ em sẽ cắm cơm vào đây nhá. Em vẫn cứ để như này, em sẽ cắm cơm và thử cho các bác nhé. Đây cái nồi, à quên, một cái chi tiết cực kỳ quan trọng ở đây đó chính là cái song. Các bác thấy cái song nó dày dày khủng khiếp luôn. Không phải dày bình thường mà dày khủng khiếp luôn các bác nhé. Nó dày kinh khủng luôn. Con này chắc hơn phân. Nó không phải bằng sắt, không bằng thép, nó cầm nó cũng hơi nặng đấy, nhưng mà nó sẽ không phải là cái sắt. Nếu mà sắt cái này phải lên mấy cân. Đây là cái nồi mà cho các bác một cái thông tin là cực kỳ kinh khủng luôn, đó chính là nồi bằng gốm ấy các bác. Nồi bằng gốm ấy, à nồi bằng gốm nó cho nồi cơm điện chạy được, cũng là nếu mà mình nghe thì cũng 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 cực kỳ lạ lắm luôn đúng không ạ? Nồi bằng gốm ấy là xong cho bếp từ chạy. À, nồi gốm thì ngày xưa ấy, nồi gốm nồi đất đi. Nồi đất thì ngày xưa nấu cơm bếp rác thì ăn thôi rồi. Nhưng mà bây giờ thì mình lại cho vào đây là mình nấu nấu nó có điện nó mới đỉnh đỉnh cao ấy. Đấy là để mà kết hợp được giữa cái phần bếp cái nồi cơm bằng từ mà nấu nồi gốm được như này, nó phải là thuộc về hệ công nghệ đỉnh cao các bác nhé. Đấy, công nghệ đỉnh cao rồi, gốm nó sẽ có một số cái ưu điểm. Chúng ta sẽ mở rộng từ khóa tìm kiếm một cái là công dụng của nồi gốm ấy, thì nó sẽ có rất nhiều cái công năng và tính năng. Đầu tiên là nó sẽ không bị ảnh hưởng đến sức khỏe nhiều này. Nó không nó làm bằng bằng gốm mà bằng đất mà các cụ nhà mình ngày xưa ăn bao nhiêu năm nồi gốm nồi đất rồi. Thế cái thứ hai nữa là để mà tráng vào trong cái lòng mẹ cái men một cái nồi như này, nó nhận nhận được từ là cực kỳ là phức tạp luôn đấy. Nó phải là cái công nghệ cực kỳ cao. Cái thứ hai nữa đó chính là cái sự mài mòn của cái nồi này nó không có nhá. Cái mài mòn của cái nồi này ấy, là thông thường ấy là nó sẽ không khó có thể bong chóc và không thể bong chóc được nhá. Em chưa thấy cái nồi gốm nào bong chóc. À, nó chỉ có nứt ra nếu mà trường hợp mà rơi vỡ hoặc là một số đặc biệt lỗi về kỹ thuật thôi. Đấy. Rồi, chứ còn bây giờ chúng ta sẽ có được những cái thông số cơ bản như này thôi. Tóm lại là bây giờ sẽ nấu cơm thử cho các bác xem nhá. Còn các bác có điều kiện, nếu mà nói về cái nồi này thực sự các bác em nói cả ngày chả hết đâu. Đấy, nhưng mà giờ sẽ test cơm cho các bác thấy xem là cái nồi cơm nó sẽ như nào nhá. Ok, và bây giờ ít phút nữa em sẽ cắm cơm vào đây. Rồi, cắm cơm vào đây. Đang có khách nên là cắm cơm vào đây rồi xong cái là tí nữa cho các bác xem cơm nó như thế nào nhá các bác nhá. Rồi, em sẽ tạm dừng cái cam này đây và các bác chờ trong một phút nữa là sẽ thấy có cơm ăn nhá. Ok, bây giờ em sẽ cho gạo vào đây nhá. Bật chế độ. Ôi, nó bật sẵn rồi. Rồi tắt được bật lại cho nó máu. Rồi, cái chữ IC đây là chữ tự động của tiếng Nhật nhá các bác nhá. Ok đấy. Đấy, ôi còn có loa luôn, còn nói ầm luôn các bác. Nhà lại có một em tiếp viên, có một em đầu bếp bằng Nhật nói suốt ngày luôn. Ok, rồi tí nữa sẽ có cơm ăn và em sẽ quay tiếp tục nhé. Rồi ok, 0 giờ đấy, số 0. Chúng ta thấy được là nó đã nấu cơm xong rồi nhá. Đây mà các bác xem thẩm cái cơm của nó đây. Đây chính là cơm của cái nồi Toshiba, à cái nồi Tiger chế độ nấu cơm cháy. Hạt gạo nó không bị nát các bác nhé. Hạt gạo nó không bị nát. Đấy. Chúng ta thấy là cái này hình như đã có đổ hơi ít nước nhưng mà chúng ta thấy là cái hạt gạo nó không nát một tí nào luôn. Đó. Còn thông thường chúng ta thấy là cái nồi cơm bình thường của mình sẽ thấy là cái hạt gạo ấy, nó vỡ toét ra đúng không? Đây chính là cái chất lượng của cái cơm. Cái này chúng ta sẽ cho thêm một ít nước nữa thì sẽ ok hơn, tại vì đây là em không có cắm cơm quen đấy. Nhà chủ yếu là vợ cắm mình ít cắm rồi. Chủ yếu review cho các bác cái sản phẩm nồi Tiger song gốm như thế này. Chúng ta có thể trải nghiệm thêm cái sản phẩm này. Tùy thuộc vào cái lượng nước mà mình sẽ cân đối cái mức nước để chúng ta có cơm nó phù hợp, dẻo hay là cơm mềm. Thực ra trong cái nồi thì nó có vài cái chế độ để chúng ta có thể là lựa chọn là các cái chế độ cơm dẻo, cơm mềm, cơm cứng. Đấy, ví dụ chúng ta có thể mở sang chế độ này. Đấy, cái thời gian nó sẽ ủ gạo lâu hơn cho chúng ta sẽ có cái cơm nó mềm hơn nhé. Rồi. Với cái nồi xịn sò hiện đại như thế này thì thông thường cái giá thành của một cái sản phẩm mà chúng ta mua từ siêu thị hoặc đặt hàng từ bên Nhật về có thể lên đến hàng chục triệu đồng các bác nhé. Nhưng mà đây là một cái sản phẩm đã qua sử dụng rồi, hay còn gọi là hàng bãi đấy, qua sử dụng rồi nên là nó sẽ có giá thành phù hợp hơn. Nồi không hề bong chóc nhé, răng thì chúng ta thấy là nó vẫn còn rất là xanh như thế này luôn, xanh và mềm. Đấy, toàn bộ các cái chi tiết rất là ok và yên tâm là các bác sẽ đã được sử dụng cái nồi như thế này, đã được bên em vệ sinh sạch sẽ trực tiếp bên em bằng nấu cơm để test như thế này luôn. Chúng ta hoàn toàn yên tâm để về chúng ta cứ thế là chúng ta sử dụng được luôn nhé. Rồi, một cái màn hình sáng rõ nét LCD và cái giá thành của cái sản phẩm như thế này, một cái sản phẩm từ sản xuất năm 2020, ba cấp độ cơm cháy, giá chỉ có 4.400.000 đồng các bác nhé. 4.400.000 đồng bao ship cho các bác về toàn quốc. Đã nồi 1 lít phù hợp với 4 đến 5 người ăn.
và được bảo hành 12 tháng giống như cái sản phẩm các bác mua xong siêu thị luôn nhé. Bảo hành 12 tháng với cái giá thành chỉ bằng chưa đến một nửa giá thành của cái sản phẩm, nhưng sản phẩm mới mà chúng ta có thể sử dụng được nguyên các cái tính năng chế độ. Rồi ok, bác nào quan tâm đến cái sản phẩm này thì hãy bấm vào trong cái đường link dưới cái phần mô tả, hoặc là các bác liên hệ về số Zalo để các bác đặt hàng nhé. Sản phẩm này thì hiện ngày hôm nay em đang có một một sản phẩm này thôi và lên sóng cho các bác. Các bác quan tâm có thể đặt hàng những cái sản phẩm khác nếu như mà các bác mong muốn hoặc yêu thích một cái sản phẩm nào đó từ các cái hãng nổi tiếng của Nhật Bản, Toshiba, Hitachi, Panasonic hoặc là Tiger như thế này, Fujitsu. Ok, và video ngày hôm nay em sẽ kết thúc ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn. Hãy đặt hàng ngay, đặt hàng ngay bằng cái số điện thoại em sẽ để trong phần mô tả. Và bây giờ, xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở video tới nhé.